Xin chào mọi người, đây là giọng nói của mình được thu âm trực tiếp thông qua cái phần audio của máy tính. Xin chào các bạn, thì đây là phần audio được mình thu âm trực tiếp thông qua cái mic Boya mà mình đang giới thiệu đến tất cả các bạn. Và vị trí của mình lắp đặt cái mic này á, nằm ngay cái phần cổ áo. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình một lần nữa. Ở video lần này mình sẽ đánh giá nhanh cho các bạn một cái sản phẩm mà mình mới vừa mua được, đó chính là một cái mic thu âm hiệu Boya. Ở bên trong cái phần mic này thì mình đã khui hộp và mình đã test thử rồi, thì mình đã lập sẵn luôn một cái combo nó trọn bộ, bao gồm có một cái đầu lọc, một cái kẹp, cái phần dây nói của nó dài đến 6 mét. Và cái phần chui cắm kết nối nó sẽ là sử dụng cái chui jack 3.5. Và bên cạnh đó mình cũng muốn review luôn cho các bạn cái đầu chuyển của cổng Lightning của điện thoại iPhone sang cái đầu chuyển này các bạn. Đầu jack này bên đây là đầu jack 3.5 và bên đây là cũng là một cái cổng sạc của Lightning, và nó có ký hiệu của Bluetooth, không biết các bạn thấy không, ở phần đây nè. Thì để có thể kết nối được với cái điện thoại iPhone thì các bạn phải mở Bluetooth, và mình sẽ đánh giá nhanh luôn cho các bạn cái phần này. Thì cái bộ sản phẩm của Boya này á, mình mua với giá là 250.000, và sau khi mình khui ra và mình lắp đặt toàn bộ cái combo của cái mic này á, thì bộ combo của nó gồm có một vài thứ như là cái phần mình sẽ miêu tả ở đây. Khi mà mình khui hộp sản phẩm ra thì các sản phẩm ở trong hộp bao gồm có một cái bộ mic có chiều dài dây kết nối lên đến là 6 mét, kế đến là một cái bọc, trong bọc thì nó sẽ có một cái cục pin nhỏ và một cái đầu jack để chuyển sang cái kiểu giống như là kiểu micro mà các bạn thường karaoke á, kế đến là một cái túi da, và ở phía trong cùng đó là một cái hộp của cái mic Boya mà mình đã mua với giá 250.000. Đây là cái phần đầu mic, và cái bộ switch gạt của nó có 2 cái mod. Ở phần dưới là các bạn sẽ sử dụng cho smartphone, và phần trên là sử dụng cho camera hoặc là laptop. Và đầu jack của nó sử dụng là jack 3.5. Ở đây là cái đầu có cái bông lọc nè, và ở bên trong nó sẽ có một cục pin đi theo. Kế đến là một cái đầu chuyển giống như mình đã nói. Đây là cái phần túi da mà sản phẩm sẽ tặng đi kèm. Mình sẽ thực hiện thao tác gắn pin ở trong cái cục remote cho các bạn cùng xem. Đầu tiên chúng ta bắt buộc phải gỡ cái phần, bên trong sẽ có một cái dây gài và một cái chỗ để chúng ta lắp pin vào thôi. Cái đến sản phẩm mà mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn đó chính là một cái bộ chuyển từ cổng Lightning sang cái phần tai nghe và cổng sạc cho cái tai nghe jack 3.5. Thì mình đã phát hiện ra một cái lỗi khá là lớn của cái bộ chuyển đổi này. Thật ra thì cái bộ chuyển đổi này nó chỉ có nhiệm vụ là cho cái tai nghe thôi, nó không có nhiệm vụ cho cái mic. Và mình đã thử kết nối cái này với điện thoại iPhone của mình và ghi âm, ghi hình thông qua cái mic mà mình mua, kết nối như vậy. Đây các bạn thấy nè. Nhưng mà khi mà mình làm như vậy á, và mình quay video ở ngoài bằng điện thoại iPhone thì cái audio của cái mic nó không thể nào thu âm được thông qua cái bộ chuyển này. Do đó cái sản phẩm mà Boya này nè, nó chỉ thích hợp cho những cái điện thoại nào mà xài jack 3.5 giống như là kiểu của Samsung hoặc là những cái điện thoại Android khác. Nhưng mà mình cũng không biết là có phải là do cái cổng chuyển này nó không có chức năng đó hay không. Nếu như các bạn tìm được một cái sản phẩm nào mà có thể chuyển được từ cái cổng Lightning của iPhone sang cái jack 3.5 của các cái dòng điện thoại phổ thông thì hãy comment ở phía bên dưới để mình có thể biết được, và mình sẽ khắc phục cái hiện tượng mà mình đang quay video vlog ở ngoài nhưng mà không có thể thu âm được bằng cái điện thoại iPhone. Và cuối cùng ở video này mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn đó chính là về hiệu năng của cái mic Boya này. Mic Boya này mình mua với giá 250.000 và mình thấy thật sự thì hiệu năng của nó mang lại không tốt, bởi vì cái nhiệm vụ lọc âm, tạp âm và định hướng âm thanh của nó các bạn cũng có thể nhìn thấy nó ở trên cái phần mic này á, cái vùng mà thu âm của nó chỉ tập trung ở phần đầu. Thì nhiệm vụ của nó thật sự là nó chỉ có nhiệm vụ là nó thu âm đơn hướng thôi, nó không có thu âm theo xung quanh cái mic. Do đó cái việc thu âm và lọc tạp âm của nó cực kỳ kém. Nó thực sự giống một cái chiếc tai nghe của các bạn mà mình ghim vào cái điện thoại và nghe thôi. Và cái ưu điểm duy nhất của nó mà mình có thể thấy đó là cái cáp sạc của nó có chiều dài lên đến 6 mét, thì phù hợp cho tất cả những bạn quay vlog mà ghim cái điện thoại ở phần xa và sau đó chúng ta sẽ di chuyển ở cái phạm vi là khoảng 6 mét để mà mình quay video và thu âm thì nó sẽ thực sự tốt thôi, chứ thật ra cái việc mà lọc tạp âm của cái này nó không tốt đâu. Thì video này mình chỉ muốn đánh giá nhanh cho các bạn về phần mic để làm vlog, và mình thấy là nói chung thì nó cũng có những cái lợi ích nhất định, và mình cũng sẽ tiếp tục sử dụng cái mic này trong việc quay những cái video vlog ở đảo hay là những nơi gần gần đó, nó ít tạp âm thì mình sẽ tiếp tục sử dụng cái mic này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.